GPS sử dụng mô đun SIM 808. Chúng ta theo cái cấp nguồn thế. Rồi một lúc nghe qua thì nhảy chậm, tức là chức năng nghe gọi đã thực hiện, đã khởi động thành công. Lúc này chúng ta sẽ đợi cho LED màu xanh nhảy. Nếu mà LED sẽ không có quá lâu, LED không nhảy thì chúng ta thực hiện bấm nút reset. Sau khi LED màu xanh nhảy thì đồng thời sẽ kèm với một tiếng tít ngắn thông báo cho mặt đã thực hiện, đã thực sự khởi động hoàn thành và nhận được dữ liệu GPS. Cho đợi vào lâu chúng ta sẽ bấm reset lại thêm một lần nữa. Như vậy có một tiếng tít ngắn cảnh báo dữ liệu GPS đã được nhận. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện tin nhắn kiểm tra. Chẳng phản hồi, đây là lên Google Maps chụp tọa độ, có thể nghe bật tọa độ. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện thử và bảo đồng mở khóa. Sau khi mở khóa thì đồng thời vẫn cấp 12V cho một vòng năng lượng. Chúng ta sẽ thử nghiệm bằng cách cấp 12V vào cái dây màu vàng này, bằng cách là trả vào cái đường 12V của nguồn. Lúc này coi sẽ báo, đồng thời trên điện thoại sẽ nhận được tin nhắn này. Đây, bảo là bảo đồng mở khóa để tắt. Chúng ta sẽ thực hiện lần tắt hoặc là bấm nút reset. Ok, như vậy là mặt đã hoạt động bình thường, hoàn toàn không có lỗi. Nhưng lưu ý là khi bạn mở ấp nguồn phải chờ cho LED màu xanh nhảy và có một tiếng tít ngắn, đồng thời LED màu vàng nhảy chậm thì mạch mới thực sự hoạt động bình thường. Okay.